không phải gia cảnh hay học vấn, người đàn ông tay trắng trở thành tỷ phú giàu nhất mọi thời đại nhờ nắm giữ ba bí quyết này, sớm áp dụng bạn cũng lật ngược được ván bài cuộc đời. Mọi thứ đến với bạn trong cuộc đời này như một cơn gió hay cơn bão, tất cả bạn đều không biết trước thời điểm đến hay hướng đi như thế nào, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi hướng cánh buồm để con thuyền cuộc đời được cập cảng an toàn. Trong suy nghĩ của số đông, người có trình độ học vấn cao và nền tảng gia đình tốt có nhiều khả năng thành công hơn so với người bình thường. Ngược lại một người bình thường, học vấn thấp và không có nền tảng gia đình khó có thể trở thành những doanh nhân kiệt xuất. Tuy nhiên, Rockefeller, người giàu nhất trong lịch sử nhân loại là minh chứng cho quan điểm trên hoàn toàn sai. Thậm chí đã nhiều lần, ông nhấn mạnh trong bức thư gửi con trai của mình rằng thành công không phụ thuộc vào trình độ học vấn hay gia cảnh. Thực tế, ông tự nhận mình là một người không có học vấn cao ngay từ những ngày đầu, thậm chí bản thân còn xuất thân nghèo khó. Tuy nhiên, từ hai bàn tay trắng, ông đã xây dựng nên một đế chế dầu mỏ có khả năng kiểm soát toàn bộ thị trường dầu lửa Mỹ và toàn thế giới. Là một người bình thường, không được học hành đầy đủ hay có gia thế khủng, vậy điều gì đã khiến Rockefeller đạt được những thành tựu to lớn đến như vậy? Trong 38 bức thư gửi con trai mình, Rockefeller đã tổng kết 3 yếu tố tạo nên thành công dựa trên kinh nghiệm sống của bản thân. Bài học quý giá này đã được các con của ông đóng khung và đặt trong phòng làm việc. 1. Biết mình là ai. Zuckerfell lời cho rằng phần lớn chúng ta thường đánh giá bản thân kém cỏi, sai lầm và nhiều thiếu sót. Nhận ra khuyết điểm của bản thân và tìm cách cải thiện là điều tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào điểm yếu, bạn sẽ rơi vào vào cảm xúc tiêu cực. Nếu một người luôn cảm thấy bản thân kém cỏi, anh ta đang tự hạn chế thành công có thể đạt. Trong suy nghĩ của anh ta, những gì bản thân đạt được luôn thua kém người khác. Ngược lại, sẽ dễ dàng chinh phục được thành công hơn nếu bạn luôn tin rằng bản thân mình có thể đảm nhận những trách nhiệm nặng nề. Suy nghĩ quyết định cách bạn hành động và hành động của bạn sẽ quyết định cách người khác nhìn nhận về bạn. Vì vậy, nếu mong muốn được người khác đánh giá cao, trước tiên bạn phải thấy rằng bản thân thực sự đáng được tôn trọng. Bạn càng tôn trọng chính mình thì người khác sẽ càng tôn trọng bạn. Việc này giúp bạn được giao phó nhiều cơ hội trong cuộc sống. Nhờ thế bạn dễ dàng có nhiều trải nghiệm và chạm gần hơn đến thành công. 2. Thái độ sống quyết định hướng đi Jocker Feller từng khẳng định thái độ quyết định lựa chọn và hành động của bạn. Chúng ta không thể chọn hướng gió, nhưng có thể điều chỉnh được cánh buồm. Nếu luôn cho rằng bản thân tầm thường thì bạn chẳng đủ ý chí để vượt qua những thử thách. Từ đây bạn dễ dàng bỏ cuộc vào cuộc sống vì thế cũng trở nên dối ren. Tuy nhiên, nếu luôn tin rằng bản thân có thể làm được, bạn sẽ mở ra sự hồi sinh trong tâm hồn. Từ đây những suy nghĩ và hành vi tích cực xuất hiện cuốn đi đám mây mù bao quanh làm che mất điều tốt đẹp bấy lâu nay. Trong đời cơ hội không bao giờ thiếu nhưng có người thấy được có người không thấy được. Người tiêu cực chỉ nhìn cơ hội như một loại khó khăn và tìm cách trốn tránh, trong khi đó người tích cực nhận ra giá trị của cơ hội ghi thế nắm giữ rất chắc. Vì thế thái độ trước một vấn đề sẽ quyết định hướng đi của cuộc đời bạn. 3. Nâng cao khả năng tư duy. Fell nói với con trai mình rằng có một kỹ năng đã giúp ích cho cha trong suốt cuộc đời và quyết định phần lớn đến thành tựu có được đó là khả năng tư duy. Một người biết mình sẽ làm gì nhưng lại không biết tại sao mình lại làm như vậy, điều đó chứng tỏ anh ta chẳng hiểu gì về công việc mình đang làm cho nên anh ta luôn làm mọi thứ theo cách mù quáng, không đem lại kết quả gì. Chỉ đợi đến khi có người hướng dẫn, anh ta mới biết nên làm như thế nào để thu được hiệu quả. Trong khi đó, người suy nghĩ và có kế hoạch cho mọi việc làm sẽ không làm mọi việc một cách mê muội mà có có mục đích rõ ràng cho tương lai. Họ thu được kết quả trước khi đợi người khác đến hướng dẫn. Bởi vì khi người khác biết và nói với bạn thì bạn cũng chỉ là người theo sau chứ không thể dẫn đầu trên thực tế không có người ngốc nghếch hay kẻ thông minh khác biệt chỉ là người lười biếng hay người siêng năng nếu có thể chất của một vận động viên bạn sẽ dễ dàng vượt qua những người bình thường ở các bộ môn thể thao người sở hữu một bộ não có khả năng tư duy giống như có được thể chất phi thường của một vận động viên nó sẽ giúp bạn nâng cao trình độ và vượt trội về năng lực làm việc đừng sợ khi ai đó yêu cầu bạn cải thiện khả năng tư duy của mình thực tế điều này không khó như bạn tưởng tượng nếu linh hoạt trong từng suy nghĩ não của bạn cũng sẽ trở nên nhanh nhạy hơn giống như một món đồ nếu không sử dụng lâu ngày chúng sẽ trở nên dì xét hãy tập suy nghĩ trong mọi việc khả năng tư duy của bạn sẽ được cải thiện